Ngày 22 tháng 2, nguồn tin riêng của báo Người Lao Động cho hay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca, sinh năm 1958, trú tại số 24/18D, đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, điều 174 Bộ Luật Hình sự. Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, như báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 18 tháng 2, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Ca tại quê nhà ở xã Kinh Giang, huyện Thủy Nguyên và căn biệt thự tại số 24/18D, đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An. Theo nguồn tin của báo Người Lao Động, ông Đỗ Hữu Ca bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có liên quan đến việc nhận tiền chạy án cho Trương Xuân Đức, sinh năm 1971, quê ở xã Đại Bản, huyện An Dương, hiện trú tại khu Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và một số đối tượng khác. Trước đó, vào giữa tháng 2 năm 2023, Trương Xuân Đức cùng vợ Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1979, trú tại khu Lũng Đông, đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt tạm giam về tội mua bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật Hình sự. Trương Xuân Đức được biết đến là giám đốc công ty cổ phần xây dựng Hạ tầng Thái Bình Dương, trụ sở tại số 16, tổ 65, khu 5, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hoạt động chuyên về lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, trên thực tế, ông trùm này là chủ của 18 công ty chuyên mua bán trái phép hóa đơn có các trụ sở đặt tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Trong nhiều năm qua, vợ chồng Đức cùng một số đối tượng khác đã thu được số tiền rất lớn từ hoạt động mua bán hóa đơn trái phép. Qua xác minh, trụ sở chính công ty cổ phần xây dựng Hạ tầng Thái Bình Dương tại số 16, tổ 65, khu 5, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh mà người đại diện pháp luật là Trương Xuân Đức không tồn tại. Hiện địa chỉ này là một cơ sở thẩm mỹ